Chào các bạn, mình là Tuyến. Bạn bè thì gọi mình là Tuyến Đại Gia, đồng nghiệp gọi mình là Tuyến Sơ Tua. Hôm nay là ngày cuối tuần thì mình về quê tham gia cái nghĩa vụ của một đứa con về giúp cho bố mẹ một chút. Nhưng mà thực sự là tiết trời hôm nay 38 độ, đứng ở ngoài trời khá là nắng. Mình thì không thể chịu được nhiệt rồi, đang ở trong bóng râm. Các bạn có thể nhìn này, xa xa các bà cây rất là nhiều, và họ cảm giác như là họ mình cảm thấy là họ sức khỏe của họ quá là khỏe, còn mình thì không chịu được rồi, nóng quá rồi, mặt mình như là mặt trời bé con này. Đây, bạn có thể nhìn thấy này, nhìn đôi chân của mình nó thảm hại như này này, xa xa này. Chính vì vậy thì mình muốn nói với các bạn một điều, đó là hãy cảm ơn những người sinh thành ra các bạn, những người mà luôn luôn vất vả một xương hai nắng để có được hạt gạo và nuôi các bạn ăn học nên người. Các bạn hãy trân trọng những gì bạn có, và nếu có thời gian thì hãy về giúp đỡ bố mẹ, hoặc nếu mà làm được kinh tế thì hãy cho bố mẹ một phần nào đó để thuê người làm. Nóng quá, chắc mình phải té đó. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé.